Xin chào mọi người. Chứng thần ở rễ Dư Thanh Phần Thanh Tâm, chương 5818 đến chương 5827. Cả chứng xương cau mày một chút, mặc dù rất đắc ý khi được người tán dương thực lực của mình mạnh mẽ, nhưng là hắn cũng lo lắng. Nếu lời nói này của Mã Thế Long truyền đi, chú Thất Thành sẽ đem mối hận này trút lên người hắn. Cả chứng xương còn đang đợi vị cường giả đứng sau lưng bọn hắn đến đây. Tại trong khi cường giả kia chưa đến, hắn căn bản cũng không muốn cùng chú Tất Thành khai chiến. Bây giờ không chính là vì thông qua cao tà biết được Dương Thanh không hề tiến vào chú Tất Thành, nên hắn lúc này mới lập tức triệu tập tất cả mọi người đi truy sát Dương Thanh. Bằng không, nếu Dương Thanh lỡ tại bên trong chú Tất Thành, hắn không dám cứ như vậy mà ngay ngang xông vào chú Tất Thành. Có chăng chỉ là sẽ mang theo cường giả âm thầm lén rút đột nhập tiến vào chú Tất Thành để xua tan phần nào nỗi lo sợ của các tông chủ về chú Tất Thành. Cả chấn xương âm thanh lại đùng nói ra: Mã tông chủ nó không sai, chỉ là một cái chú Tất Thành mà thôi. Cả chấn xương ta chưa từng e ngại khác nào. Chú Tất Thành cách nào nếu là dám khai chiến, ta sẽ lập tức để chú Tất Thành biến mất khỏi cổ võ trung giới này. Chỉ có điều các ngươi không cần phải lo lắng, bởi vì Dương Anh hiện tại vẫn còn ở tại bên trong địa bàn quyền quốc thành chúng ta, chính là ở phía trước cách đây không xa. Nghe được lời nói này, mấy tên tông chủ nhát gan đỏ mặt cúi đầu, nhưng lại cũng đã yên tâm hơn rất nhiều. Cả chứng xương căn cứ theo vị trí mà các tà đã nói cho mình biết trước đó, tiếp tục tiến lên. Cả chứng xương vừa đi vừa dò xét nhìn bốn phía, tìm kiếm vị trí mà các tà nói tới, cũng lo lắng vì các tà không đi cùng mình. Đi cùng Mã Thế Long và bọn gia hỏa này, trước đó vốn đang bị Dương Thanh dọa chạy trốn chết, cả chứng xương giờ phút này còn có chút không yên tâm. Nhưng ca tà kia, tại trước khi Mã Thế Long bọn người kéo đến, không để cả chứng xương có thể phát hiện ra thì đã biến mất, liền phản phất như hắn chưa từng xuất hiện tại bên cạnh cả chứng xương. Cả chứng xương mặc dù bội phục thủ đoạn của cao tà, nhưng đồng thời cũng thập phần lo lắng vì cao tà rời đi. Cả đến gần vị trí của Dương Thanh thì nhịp tim của cao chứng xương hắn cũng đập càng dồn dập hơn. Vì không muốn rút dây động rừng, cả chứng xương vất tay ra hiệu cho đám người không được phát ra âm thanh. Tất cả bọn hắn đều ẩn giấu khí tức, cúi đầu rén rén như mèo, từng ly từng tí tiến lên. Nhưng mặc dù như thế, Dương Thanh đang tu luyện tại trong một sân động gần đó vẫn phát hiện ra sự tồn tại của bọn hắn. Dương Thanh vốn đang luyện chế đan dược từ thảo dược mà mình đã tìm được. Anh chỉ nghĩ hiện tại đã là ban đêm, sẽ không có nhân loại nào xuất hiện, tối đa cũng chính là một ít mảnh thú đi ngang qua gần đó mà thôi. Vì dùng nhiều linh khí hơn để luyện chế đan dược, Dương Thanh không đem trận pháp bên ngoài bố trí quá xa, mà chỉ thi triển tại chung quanh gần đó, nên là có mạng thú đi qua anh sẽ ngay lập tức phát hiện. Kết quả lúc này sắc trời mới vừa hừng sáng, Dương Thanh liền phát hiện ra trận pháp mình bố trí bên ngoài có động tĩnh. Nên là chỉ có một chút động tĩnh, Dương Thanh đương nhiên sẽ hoài nghi khả năng này chỉ là một mạng thú đi ngang qua, căn bản cũng sẽ không để ý tới. Nhưng giờ phút này Dương Thanh thông qua trận pháp ở bên ngoài cảm nhận được có vô số đạo khí tức đang nhanh chóng áp tới gần. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Dương Thanh trở nên ngưng trọng. Anh đương nhiên là rõ ràng mãnh thú tuyệt đối không có khả năng một lần lại xuất hiện nhiều như vậy, cho nên Dương Thanh lập tức triển khai thần thức thăm dò tứ phía. Lần xem xét này đã khiến Dương Thanh khẩn trương không thôi. Anh mặc dù không cách nào thấy rõ những khí tức đang tiến gần là kẻ nào, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức của những cường giả này cường thế đến cỡ nào. Về mặt xuất hiện nhiều võ giả có thực lực kinh khủng như vậy, chẳng lẽ là mấy tên khốn kiếp của thằng kia đã tìm được tung tích của mình rồi sao? Dương Thanh khẽ lẩm bẩm một tiếng, điều này khiến anh cảm thấy mười phần kinh ngạc. Trong những ngày này, Dương Thanh cho là mình đã ẩn thân rất kỹ, ngay cả khí tức nhân loại trên thân anh đều ẩn đi, rất nhiều mạnh thú đi ngang qua đều không hề phát hiện ra sự tồn tại của anh. Nhưng là bây giờ lại có vô số cường giả kéo đến nơi này, điều này đã vượt quá dự liệu của Dương Thanh. Nếu là chỉ xuất hiện một hai khí tức kinh khủng của cường giả, Dương Thanh ngược lại là không quan trọng. Anh tự tin với thực lực của mình đủ để đem một vài tên giải quyết. Thế nhưng là hiện tại nơi này lại phần phật trở đến một mạng lớn, số lượng nhiều đến không cách nào đếm hết được. Dương Thanh cũng không dám đảm bảo mà có thể diệt sát được nhiều cường giả như vậy. Lần trước gặp được thế trận khủng bố như thế này chính là thời điểm tại trước cửa phủ thành chủ Bạch Hổ Thành.
Chẳng qua khi đó, Gia Thanh đã may mắn miêu sát được hai tên tông chủ có thực lực lục phẩm tiên cảnh đỉnh phong, chính vì vậy mới chấn nhiếp được những cường giả khác. Bây giờ, Gia Thanh không hề xác định ra mình còn có thể dọa chạy những cường giả kia hay không. Vì an toàn của bản thân, Gia Thanh không thể không ngừng việc luyện chế đan dược. Nhìn góc lại dược liệu bên trong Cửu Long Thành Lô mới hái được mấy ngày trước, Gia Thanh một trận đau lòng. Nhưng bây giờ, Gia Thanh không thể không dừng lại. Anh cấp tốc đem Cửu Long Thành Lô thu hồi vào bên trong nhận đế vương. Cái đồ chơi này, anh tuyệt đối không muốn cho người khác phát hiện ra. Nếu không, tất nhiên sẽ dẫn tới việc rất nhiều cường giả kéo tới tranh đoạt. Ngay sau đó, Gia Thanh nhanh chóng rời khỏi sơn động, hướng về phía phương hướng ngược lại cùng những cường giả kia cấp tốc rời đi. Gia Thanh cũng không ngốc, nhiều cường giả như vậy biết rõ mình chưa chắc đã là đối thủ, anh cũng sẽ không tiếp tục lưu lại tìm đường chết. Tại trong mắt Gia Thanh xem ra, vì bảo toàn tính mạng chạy trốn có không tính là mất mặt, với thế thì chỉ có lưu lại tính mạng mới có cơ hội báo thù. Bản thân chưa có được thực lực khủng bố, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết đi chém giết và cùng đi chịu chết không có gì khác nhau, Gia Thanh cũng sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này. Thế trận như thế lại còn cẩn thận từng lý từng tí tiếp cận tới gần, khẳng định chỉ có đám khốn kiếp Nguyễn Quốc Thành. Chờ tu vi của mình sắp cái đột phá đến Nguyên An, chuyện đầu tiên mà mình phải làm tôi đó chính là lập tức đi săn bằng toàn bộ Nguyễn Quốc Thành. Gia Thanh một bên thoát đi, một bên âm thầm phát thệ. Đám Nguyễn Quốc Thành năm lần bảy lượt tìm anh để gây sự, khiến cho quá trình luyện chế đan dược của anh mới chỉ được một nửa đành phải ngừng lại. Điều này đã khiến Dương Thanh cực kỳ phẫn nộ. Cảnh sát sư bên kia, sau khi bọn hắn tiến vào vị trí mà Gia Thanh bố trí trận pháp, có một tông chủ tinh thông trận pháp lập tức liền phát hiện ra. Tên tông chủ kia giật mình nói ra, không tốt, chúng ta đã tiến đến trận pháp mà tên kia bố trí ra. Nếu chúng ta tiếp tục tiến vào, thì tiểu tử kia nhất định sẽ phát hiện ra sự có mặt của chúng ta. Ta đoán chừng hắn có khả năng lúc này đã bắt đầu chạy trốn. Vừa nghe vậy, Cảnh sát sư lập tức sắc mặt phát lạnh. Hắn nói rất nghiêm trọng, nói ra, người xác định chắc chắn chứ? Tên tông chủ kia lập tức gật đầu. Tu vi của ta mặc dù không cường thế như các vị tông chủ khác, nhưng về phương diện trận pháp ta vẫn là 10 phần tự tin. Chúng ta cần phải tăng nhanh tốc độ, ngàn vạn lần không thể để cho tiểu tử kia chạy thoát. Không đợi tên tông chủ kia kịp nói hết lời, Cảnh sát sư lập tức thúc giục, nhanh lên, tất cả đều tăng hết tốc độ cho ta, tôi đâu không thể để tên xúc sinh kia chạy thoát. Cảnh sát sư thập phần lo lắng Gia Thanh sẽ bỏ chạy, hắn có thể dẫn theo đám người tìm tới nơi này cũng là dựa vào cao tà trước đó đã nói cho hắn biết vị trí chính xác. Giờ phút này cao tà không có tại bên cạnh hắn, nếu Gia Thanh thật sự chạy trốn, hắn gần như không có cách nào tiếp tục đuổi theo. Một khi để Gia Thanh chạy thoát, không chỉ sẽ gia tăng sát cơ của Gia Thanh đối với hắn, đồng thời cũng sẽ bị đám tông chủ và cường giả Nguyễn Thành hoài nghi thực lực cao chấn xương hắn. Đám tông chủ và cường giả này đương nhiên cũng không hy vọng để Gia Thanh chạy thoát, nhất là Mã Thanh Long, hắn lập tức tăng nhanh cước bộ cùng vô số người lao đi như cơn gió. Gia Thanh đương nhiên là cảm giác được các cường giả phía sau đang cấp tốc đuổi theo, điều này cho anh 10 phần khó hiểu. Gia Thanh khẽ lẩm bẩm, đến cùng là vấn đề nằm ở chỗ nào, mấy tên khốn kiếp này làm sao lại tìm được mình như vậy chứ, lại còn phát hiện mình đã thoát đi tăng tốc truy theo. Mà các chứng sư bên kia ngay tại thời điểm hắn đang lo lắng cho là mình sẽ không cách nào tìm được phương hướng cụ thể mà Gia Thanh bỏ chạy, thì bên tai của hắn đột nhiên truyền đến thanh âm của cao tà lần nữa nói cho anh biết phương hướng chính xác mà Gia Thanh vừa thoát đi.